Thế này, theo cá nhân thấy là câu công bằng thì cái anh khách mời này nói chuyện rất là nghe thì rất là sát sát với cái thực tế. Nói chung là tôi nên tôn trọng anh, nó nói cái gì cũng đúng chứ không có vấn đề gì. Chắc hôm nay cái sức khỏe của anh không ổn hay sao thì cái giọng thì nó hơi khó nghe chút xíu Hơi yếu thôi, thì bị giọng bị yếu chột chật thôi chứ anh này anh nói chuyện cũng hay mà, nghe những cái tức là cái lịch sử cái thời điểm đó thì anh nắm cũng cũng nhiều cũng vững, thì đã là khách mời thì cứ thư mình đón nhận thôi, mình tôn trọng và đón nhận chứ đâu có gì. Hy vọng là anh hợp tác với anh em mình cho nó vui. Hồi nãy quên tính hỏi anh về cái vụ thảm sát Cai Lậy á, thảm sát Cai Lậy như năm 74 phải, thì cái vấn đề đó thì cũng chưa rõ lắm. Thảm sát Cai Lậy cái trường học sinh tiểu học ở dưới Cai Lậy mà bị bên lính Việt Nam Cộng Hòa mà pháo kích vào á, chết hình như gần cả trường thì phải, không biết cái chuyện đó nó rõ như nào đấy, rồi quên tính hỏi ảnh, hỏi anh đó. Dạ nó nói giùm thì mong mọi người trong nhà thí dụ trách ảnh vậy thì mình chịu khó nghe chút, chắc sức khỏe của ảnh không ổn thôi chứ chắc mình nghĩ thì anh nghĩ thì không có vấn đề gì đâu. vụ cái lầy đó. Mà Nghe rõ chưa? Nghe có rõ không? đó rõ Rồi. anh nói to anh. Thực sự đó là cái vụ cái lầy này á, trong giai đoạn đó là năm cuối năm 73 đó, đầu năm 74 thì một bên thì là bên phía của Việt Nam Cộng Hòa thì đổ lỗi cho Mỹ, bên phía Mỹ thì bên phía Mỹ ấy, tức là bên cái quan điểm của bên người Mỹ, họ đổ lỗi cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà bên phía Việt Nam Cộng Hòa thì đổ lỗi cho là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam. Nhưng mà thật sự trong thì số một số người chết là con cái của người phía thì con cái của những người mà họ đi vào chiến khu nhiều lắm, con cái của họ thì không có lý gì họ đem đàn họ giết cả. Hiểu chưa? Vì con cái cái lầy, cái chỗ cái lầy đó là cái khu đó là cái lầy á, là cái trận ấp Bắc mà năm số 3 nổi tiếng, năm năm 60 cái trận ấp Bắc nổi tiếng là tại cái lầy. Mà là cái lầy đó là cái làng gọi là tận cái lầy đó hồi xưa gọi là Đình Tương. Cái lầy đó là cái làng đó là dân nó đi theo gọi là đi vô trong chiến khu nhiều lắm, đi theo gọi là theo Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, mà bên Mỹ nó gọi là Việt Cộng. Thì con cái họ ở lại ngoài làng, thì họ đi con cái họ học ở đó, thì không có lý gì mà họ đem đạn bom đạn họ bắn để họ giết con họ cả. Hiểu chưa? Hiểu không? đúng rồi. Thì bây giờ là cái bên đâu ở Sài Gòn, quân đội Sài Gòn xuống đó, họ đồng ý dừng la một cuộc phục kích, dừng lên một cuộc phục kích, rồi bắt đầu mì hô hoảng là bên bên gọi là bên Việt Cộng nó khủng bố. Thì tại sao là cho khủng bố thì tao sẽ các báo chí của quốc tế vào cuộc để điều tra thì lại không cho người ta vào là sao? Lúc đầu nó cho người báo chí nó vào đó, thì hành động đó là gọi là hành động gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, đổ lỗi cho quân giải phóng miền Nam. Nhưng đó là cái dàn dần thôi, lúc đó là phóng viên vào như khu vực đó bị từ chối đâu cho vào đâu. Đồng ra nếu anh nói là cộng sản Việt Cộng nó thảm sát thì anh cho phóng viên quốc tế vào nó làm phóng sự để nó đưa lên cho dư luận để cho thế giới họ biết. Tại sao anh không dám đưa cho thế dư luận thế giới họ biết? Hiểu chưa? Để hiểu được cái đoạn là chưa, nếu giả sử như Hiểu anh gọi rồi. là bị đối phương thảm sát thì anh sẽ mời những nhà báo các phóng viên khách quan để vào làm phóng sự, làm phóng sự được đăng báo đăng đồ lên để mà tố cáo, có cái cớ để tố cáo Việt Cộng nó khủng bố dữ lắm.
rồi thậm chí thì năm lúc đó là vào năm 74 một số phóng viên rồi cảnh sát của chị nghiêm giữ nghiêm ngặt lắm, không cho ai vô được cả. Ở đó gọi là xưa gọi là vùng bốn, vùng bốn chiến thuật. Hồi xưa nó chỉ là bốn vùng, vùng một là ở ngoài Huế Quảng Trị vào là vùng một, từ Bình Định Quy Nhơn vô là vô tới Phan Thiết là vùng Sài Gòn là vùng hai, vùng ba là nằm ở trên cái Cao Nguyên, vùng bốn là dưới miền Tây là bốn vùng. Nhưng mà nó ngộ lắm nghe. Sau khi điều tra mấy cái quá trình thì ủy ban quốc tế nó vào điều tra thì cái phải mà phải thì phải đoàn ngồi đó là gọi là ủy ban quốc tế nó vô điều tra thì bị một số dân ở đó nó cảnh sát nó cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa nó hành hung, nó không cho vô. Hồi đó là các cái gọi là ủy hội quốc tế đúng không, còn phải đoàn của Hungary nên nó vào. Nhưng mà rồi để đi trên đường đi đâu bên phía bên kia nó bên Việt Nam Cộng Hòa nó bị cắn cái biểu ngữ, nó đưa một cái lực lượng gọi là hồi xưa gọi là lực lượng là lực lượng bán vũ trang, gọi là lực lượng là cái biểu ngữ là ghi chữ là quân giải phóng, vũ cáo là quân giải phóng thảm sát. Nhưng mà đảng đó thì thật sự ra là không phải là đảng của bên mình, đảng phải là đảng của bên 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 Việt Cộng, mà đảng là đảng của Mỹ cơ mà. Rồi thì khi mà vô nó dàn dựng nó lộ bịch lắm, nó dàn dựng cái lộ mà bị mà cái lộ mà bị pháo kích xuống đó lộ cũng nhỏ xíu à. Trong lúc thì đằng cuối á là nó cũng phá nó lớn lắm, mà nó mỗi cái lộ cái khoảng này 20 phân 14 phân 6 5 phân à, rồi để cô đằng cuối vô đó nó dừng cái hiện trường, nó dừng là cả nó dừng bị thường thường thì dừng một cái dùng mà dừng giả nó nói dừng sai đó. Vậy thì mà sau cái cho nên cái vũ khí cũng đã sai rồi. Thì mới sáu cái khoảng này mấy ngày cái bên đó phong tỏa hiện trường liền, rồi ngăn chặn không cho cha mẹ của làng dân xung quanh để tới giúp đỡ, ngăn chặn đâu cho vô sân trường đó, hiểu chưa? Đó đây, cái vụ đó đây Cái này nằm trong cái chiến dịch là bình định lãnh thổ của cái tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu đúng không? đúng đấy. Nhưng mà thực sự ra là cái giai đoạn đó là cái miền Nam ấy là cái cộng ở đây rồi, một ngày thì quốc gia bằng đêm cộng sản, bằng đêm của tôi lệnh đâu dám ra đường đâu, ở trong trong đồn trong bảo vệ đi chỗ khác ngủ nhưng đâu dám sợ sợ việc cộng với lâm thế chứ. Ôi trời, hồi xưa mày ăn đi lệnh đi gì mày ăn nhặt gan trên bà này, một lần mà nghe quân dịch thì mày ăn trộn hết đi quân dịch thì trộn gọi là trộn quân dịch đó. Rồi đau ngủ đi cái lệnh này đi đau ngủ qua lệnh kia lệnh lương xong rồi trộn trộn xong rồi qua đâu đó qua đâu ngủ qua bên chỗ khác úi xong lộn xộn lắm. Hồi xưa là lộn xộn lắm, đi lệnh thì chủ có mấy ông chủ đấy từ trộn ngoài à, trộn để vô trong buôn trộn để tụi lệnh ra bắt tụi cựu quân cảnh ra bắt ngay là đi sổ ra bắt đây. Nhiều lúc thì buôn mà vợ đẻ trong vô nằm bị vợ vợ đang đẻ á, mà thì vô nằm bị vợ trong á, lệnh mình vô còn cỡ lắm vô được là bị đi có cái buôn đẻ đó họ treo cái ở trước á không cho vô, mình lệnh mình vô được thì cứ vô trong buôn đẻ trộn. Hồi đó mà mày ăn mày có lý tưởng mẹ gì Ở đây đâu. anh nói đúng này. Em có một cái bài báo mà nó nói về cái tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2005 mà nó giải mã công bố này. Ở trong cái trang 2 ấy, điện mật
Phố Sài Gòn là 6213 tháng 5 1974 của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Tôi trích dẫn cái việc mà đám Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Ngụy Quân ấy, về vụ việc như sau. Sau khi gây ra vụ thảm sát man dợ tại trường tiểu học Cái Lậy, với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, chính quyền Sài Gòn đã yêu cầu phái đoàn Iran Indonesia tiến hành các cuộc điều tra riêng rẽ và sử dụng cái gọi là bản báo cáo của phái đoàn Indonesia và Iran để bóp méo sự thật và đổ lỗi cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đó là cái bức giải mật. Nhưng mà những người của đại sứ Hoa Kỳ là thực sự là cái phái đoàn của tại Jakarta, phải đoàn Indonesia đó là không đủ năng lực ở trong cái ủy hội quốc tế, không đủ năng lực. Indonesia vậy rồi anh. Chào chủ nhà, chào bác Cầm. Công nhận bọn nó lật lọng ác nhỉ. Thế rồi, anh nói đúng sự thật rồi, chia sẻ đúng sự thật rồi. Hỏi con hỏi gì được không? Hỏi gì thì hỏi luôn đi. Khuya rồi ngủ. Giờ tạm thời thế đó anh ạ. Hỏi cái nào mà... Em cảm ơn anh. Hỏi cái nào mà trong sự sắp không của có thì hiện tại của cái xã hội miền Nam thì nên hỏi. Cho nhiều lúc sách bảo thì nhiều lúc hàng cũng không đúng. Hỏi cái nào mà là vì xã hội trong miền Nam nó giai đoạn nó thật cái đoạn nào. Nguyên nhân ở từ đâu? Hỏi chứ... Có anh Thơ Quang hỏi Hoàng Sa năm 1974 thì 19 tháng 1 1974 nó ngả ngủ đâu rồi chứ mà hỏi nữa. Cái 74 thực sự đã hồi đó là ông Mỹ thì ông người nói thôi bây giờ mày mà không có lo mà lấy cái Trường Sa là mai một tụi cộng sản nó giải phóng nó lấy luôn, Trung Quốc nó lực lực nó lấy, vì hồi đó là người Mỹ nó bỏ cái chiến trường Đông Dương rồi, nó chạy hướng về Trung Đốc. Nó bỏ mặt hồi đó nó tập trung cái mặt trận Trung Đốc. Hồi đó là cái chiến tranh giữa Ai Cập với là Israel. Thì hồi đó là Ai Cập nó cho bên Liên Xô nó viện trợ. Israel thì hồi đó có tướng là tướng Độc Nhãn, tướng Bồ Tát Đại Gián là người Do Thái. Thì là cầm quân ở bên gọi là tổng tư lệnh liên quân ở bên Do Thái. Thì cái giai đoạn đó là bắt đầu người Mỹ nó xoay trục và về bên phía Trung Đông để giải quyết vấn đề Trung Đông. Thế lúc đó là mình bỏ mặc cái miền Nam lại thì cuộc mà hồi đó là người Mỹ đã bắt tay với thằng Trung Quốc rồi thì để mà thao túng, để giao cho Trung Quốc để thao túng cái Đông Dương, bực lên xanh cho người Trung Quốc mà lấy cái Hoàng Sa. Nên mấy năm 75 mình cũng tranh thôi nào ra Hoàng Sa giải phóng sớm nữa chứ không thôi Trung Quốc cũng lấy nữa. Năm giai đoạn là giai đoạn mình bị Trung Quốc nó rạn đất. Năm đó ông Lý Duẩn ông nhìn thẳng vào tư tưởng ông là Trung Quốc thì không thể chạy vào được. Ngay từ khi mà giai đoạn đó thì nó lục đục đến năm 4 năm 68 rồi. Thì năm 68 rồi. Mà cái thực sự cái ý đồ của người Trung Quốc là không muốn cho mình giải phóng nữa. Người Trung Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam đánh cấp tiểu đội thôi. Rồi, tức là hàng ngày muốn mình đừng có đánh người Mỹ để mình suy yếu đi, mà mình giải phóng lại, mình thống nhất lại thì mình mạnh lên thì Trung Quốc nó sẽ khó để mình nuốt ở Biển Đông. Thì người Mỹ nó thấy được cái chuyện đó, bắt đầu thì hồi đó là người Mỹ ý đồ người Mỹ là muốn bắt tay với Trung Quốc để mà thao túng từng Liên Xô. Thì lúc đó là mình phải Liên Xô đi mà bắt đầu mình bộ chính trị mình đưa cứ phải đoàn qua Liên Xô để mà họp khẩn cấp thì mình ký một hiệp định gọi là hiệp định an ninh của vấn đề an ninh cả hai quốc gia đó. Bất kỳ một quốc gia nào mà bị xâm phạm an ninh của quốc gia đó là mình sẵn sàng để ra tay đó. Thôi đó có một hiệp định là đọc cái hiệp định là đi. Nhưng bắt đầu là mục đích của người Mỹ là muốn chống phá Liên Xô thì mượn bao tay Trung Quốc. Thì cái này năm 72 khi đi qua Sài Gòn xong thì ông Kissinger ông lên Pakistan cái ông đi đêm ông đi qua đi đi xe qua bên
qua bên Bắc Kinh đi họp với chú Ân Lai, nói chuyện với chú Ân Lai xong để mình mở một cái đường chuyến đi thăm của tổng thống Nixon, gọi là hồi đó là cái gọi là cái cuộc chuyến đi là gọi là giao hữu nghị bóng bàn đó, chỉ đạo bóng bàn đó, giai đoạn đó. Thì cái lúc bắt đầu đi chú Ân Lai vì Nixon vì bắt tay với nhau để mới, nhưng mà hồi đó bộ chính trị mình cũng không không ngu đâu, thấy đồ của Trung Quốc trong giai đoạn đó, mặc dù vẫn nhớ nó giúp đỡ cho mình nhưng mà một khung nào cũng bị dè chừng nó cả, vì nó là hẳn là buông thua, kẻ thù buông thua rồi, thì chỉ có người cộng sản mới nhìn thấy được cái vấn đề đó. Còn cái bọn trung tâm ở bây giờ nó cũng biết cái cùng mẹ chứ đâu, nó lên nó nổi bậy nghe gì nó nghe nó khác chứ, thì thôi thì mình ra nó phải đủ điểm chứ. Người ta lao giai đoạn sau cái hồi đó tụi bay chủng Trung Quốc đấy, là khi cộng sản ở chủng Trung Quốc thì bọn bay ở đâu hỏi đi, tụi bay lúc đó lo đi vượt biên ở đây đói quá sợ thì mới đi vượt biên, mà một lần vượt biên nữa tốn cả mấy cái vàng rồi, tốn vàng tốn bạc, bắt đầu mình chung chi mình mua bãi mua đồ mình vượt biên nữa chứ. Vượt biên thì cũng đói quá mới chạy chứ, mấy anh là có lý tưởng của mẹ chứ, còn một số anh thì sợ ở tù về rồi bắt đầu sợ sợ họ trả thù bắt đầu trộn mà trộn luôn chứ, mày ăn đi lý tưởng gì, mày ăn đi kiếm cơm chứ, đi xong khoảng vài ba năm gửi gửi hàng về, hồi ở trong miền Nam này hay lắm, gửi hàng mình về về quá trời à, cho mày ăn đi cái gì lý tưởng gì, mày ăn cũng hồi đó chủ cũng đi vượt biển đi cũng được đâu, cũng nghe hồi đó đi thì mua kiếm đâu đi vay đâu chỉ vàng đi đi đưa người ta đi đi đâu được. Nên một lần đi à, ngoài mình đi sợ bắt cái tài vô trong sạch giả kìa, tài vô trong Nha Trang kìa, tài về giữ Anh thì Cà Mau kìa. anh muốn hỏi anh cái vụ 36 tấn vàng ông Nguyễn Văn Thiệu mang đi được bao nhiêu ấy? Không, ông không mang gì được cả. Vàng vẫn còn nằm trong trong người ngân khố quốc gia mà. Sau đây mình bàn giao lại cho bên mình á. Đừng có đã vụ 16 tấn vàng là không đúng, 16 tấn vàng ông không mang gì cả. Là vì cái giai đoạn ông mang đi cũng được, vì trong chiến tranh thì có máy bay nào mà dám chở, vì các hãng hàng không muốn chở hàng đi đó là phải mua bảo hiểm, mà cái bảo hiểm nó lớn lắm, bảo hiểm nó lớn mà mua bảo hiểm quốc gia mà đang bị chiến tranh đâu dám mua, lỡ nó bị bắn rơi lúc đó làm sao đến nó, thì mấy cái hàng mà nó vận chuyển qua vùng nào thì sĩ bị vận chuyển ra nước ngoài đâu được, tôi nước ngoài đâu ngu đâu mà vô vận chuyển 16 tấn vàng là để khi bị bắn rơi lên đến 32 tấn vàng lại chiến đến, hiểu không? Không ai ngu gì mà đưa tàu bay bay vận tải mà vô cái quốc gia mà đang đi chiến tranh, bên này hoặc bên kia nó bắn rơi dần dần lên cái mặt cái thằng bắn rơi bắt thằng kia đến 32 tấn cũng chặt chá đấy, vì một lần anh vận chuyển hàng anh phải mua bảo hiểm, anh phải đảm bảo cho người ta là hàng anh là về từng đời. Tại là tụi bảo hiểm nó ngu để nó ký hợp đồng để nó vận chuyển cái lô hàng đó, phải hiểu được cái vấn đề đó, cho nên 16 tấn vàng không năm nguyên 16 tấn vàng sau rồi nghe đâu hàng học đi đi hướng lên Đà Lạt đi ra đâu ngoài mà hội đồng ra cũng trả nợ cho Liên Xô rồi giai đoạn trả nợ cho Trung Quốc mở đấy, giai đoạn là Trung Quốc đuôi nợ mình của trời năm 76 đuôi nợ mình đuổi từ người Hoa về bằng đuôi nợ, thế mình mang qua mà trả nợ cho nó chứ. Mình hồi đầu cũng đi vay đi mượn để mà phục vụ cho cái thống nhất nước Nga rồi Nhà vụ cho Nguyễn Văn Thiệu ngày 25 tháng 4 năm 1975 là đi qua Đài Loan, các bye bye các đồng chí, các chiến hữu ở lại nhá, tôi vợ chồng tôi với là cận vệ tôi là xách ba bốn cái vali, là xách đô la xách cái gì anh. không. Thì năm đó là đi lời dân địa, tức là ông từ chức xong rồi bắt đầu mì bên ông Khiêm ông mì cho ông đi một chuyện đầm ma đi qua thăm qua dự đầm ma của ông từ Nhật Thạch, mà đi luôn đi Boeing 737 qua là nói là trên danh nghĩa là đi lưu vong mà thật sự là đi qua trên danh nghĩa là đi đầm ma từ Nhật Thạch
Tại vì hồi đó Đài Loan vì Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh. Mày hiểu không? Thì qua những đám má đó bà ở đó mà sao bị mày vô vô tòa đại sứ của Anh Quốc, cái bà chạy qua Anh Quốc luôn cho ông từ chỗ đi Mỹ. Ông nhìn cái tụi Mỹ nó ăn vắt chân bò bò này thì tính hình ông đâu vô Mỹ đâu. Ông ở bên Anh thời gian đến năm 90 ông mới qua thăm ở Hoa Kỳ. Thì có mấy đứa con ông ở bên phía bang Boston. Vợ ông ở đó thì ông mới qua đó chứ. Ông sau năm 90 ông qua ông có cuộc họp báo ở tại Nam Cali thì hồi nãy tôi chửi ông Trump luôn. Mày không coi à? Coi chưa, mày có coi không? Có. Có coi vậy là được rồi. Ông từ chối cho đi Mỹ vậy đâu. Vì ông nhìn thằng Mỹ ông mà thôi. Thì thằng này là thằng vi quyền lợi hẳn thôi, chẳng hẳn cũng hẳn lời trên xương máu của người khác. Người Mỹ là không có đồng minh vĩnh viễn và không có người kẻ thù vĩnh viễn. Đấy đó. Người Mỹ là vi quyền lợi. Em còn nhớ một cái điều này này. Lúc mà phát lệnh tổng cái chiến dịch Hồ Chí Minh ấy là ông ấy đứng lên ông thề tôi cũng là một người chiến sĩ, là một tay súng, tôi cũng là một tay súng, tôi sẽ ở lại cùng các chiến hữu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mà ngày 25 tháng 4 1975 ông chạy lố. Dương Vy, bây giờ tao nói cho mày nghe này. Hả? Thì thôi, cái chuyện đã qua rồi, cũng không nên nhắc lại làm gì. Ông cũng quá cổ rồi. Dù gì cũng một giai đoạn của lịch sử, cũng là cái bước ngoặt của lịch sử, giai đoạn đó hẳn có tồn tại một thế giới như vậy. Dù sao nữa, cũng là lịch sử hẳn đã rõ ràng rồi. Mà giờ của mình còn nói cho được, cho vừa lòng cho mọi người thì cũng không nên... mình phỉ báng những người mà đã quá cố. Thứ nhất ít nhiều ông cũng là năm nay ông sinh năm 24, ông tuổi tỷ đi, ông tuổi là giáp tỷ đi, thì ông năm nay cũng gần cùng 100 tuổi thôi, đúng không? Thứ nhất thì cái giai đoạn lịch sử đó, có người nằm trong giai đoạn đó thì ăn theo thờ thì ở theo thờ ấy. Cái giai đoạn lịch sử như vậy thì phải chấp nhận thôi. Cùng Âu cũng là lập bước ngoặt của lịch sử của Việt Nam của giai đoạn đó. Thì chính vì cái ý thức hệ mà có nhiều người họ nhận thức không ra thì cuối cùng Việt Nam là chia cắt đến 20 năm mới thống nhất. Là vì ngay từ đầu ông Lê Dùng ông đã nói người Mỹ đã bước chân vào thì cái cuộc chiến này còn kéo dài 10 đến 20 năm nữa. Ông Hồ Chí Minh ông có nói đó, cuộc chiến có thể kéo dài 10 năm đến 20 năm, mà khô đã tiến đoán như vậy thôi. Một số thành phố lớn có thể bị tan phá, nó đã rõ ràng. Nhưng mà chúng ta không sợ, chúng ta quyền dân độc lập, không có gì quyền độc lập tự do, thì cái câu nói đã bất hủ vậy rồi chứ. Hiểu chưa? Còn cái giai đoạn lịch sử tới bây giờ chúng ta không nên phỉ báng những người mà họ lãnh đạo cái giai đoạn lịch sử đó. Chỉ có cái số, cái túi mà cái bom chúng cầm ở ngoài, hay ngoài túi nó bay ba thôi, chứ còn người ta không bay ba đâu. Người ta không bay ba đâu. Còn cái giai đoạn lịch sử họ cái lý tưởng họ theo nào? Cái ông nói ấy, đấy là lúc em nhắc lại là tôi cũng là một tay súng này nọ, là cái đấy là đúng sự thật. Đúng. Rồi, hỏi cái gì nữa không? Rồi, được rồi, em cảm ơn anh. Anh nên chia sẻ rất là đúng, đặc biệt là những cái mốc lịch sử và những cái gì mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ấy, có nghĩa là những thành phần của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó dựng lên chuyện này chuyện kia, vu khống cho cái quân giải phóng hoặc là quân đội Bắc Việt đó. Thì anh nói rất là đúng, nó dựng lên rất là nhiều chuyện. Và qua anh kể bây giờ họ nói như này, cái bị ổi họ nói mà họ không nghĩ. Vâng, họ là cái thằng dẹp sâu mà đi giải phóng cái thằng nhà giàu. Ủa thì anh, ủa thì bây giờ tôi hỏi anh này, tại sao anh nhà giàu mà để thằng dẹp sâu nó đe đầu anh? Anh suy nghĩ, anh phải trách thì bản thân anh, tại sao nó đe đầu anh được, nó đuổi anh đi được. Anh giàu mà nó đuổi anh đi, mà thằng nghèo tại đuổi thằng giàu là chuyện mấy anh bị quay lại chứ. Bây giờ tất cả vì miền Nam thân yêu,
nhường cơm sẻ cho Việt Nam để quyết tâm thống nhất nước nhà để thỏa mãn nguyện vọng của một số người họ đi tập kết. Giai đoạn đó là 7 triệu người ở miền Nam ra tập kết ngoài Bắc. Hứa 2 năm trở lại. Cho nên ông Trần, ông Trần Thiện Thanh ông có hát, ông có sáng tác cái ca khúc mà Từ Đó Em Buông. Mày mở bằng nhạc mày nghe, mày đọc cái ca từ mày mới thấy. Tức là hẹn trong 2 năm ông đi thằng người ta chuyện người ta đi tập kết là hẹn 2 năm sẽ quay trở lại để thống nhất nhà để về lập người yêu. Thế ra các bạn có những bị chia cắt luôn mà không vô được nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng ông cũng xông pha, ông về lại gặp nghĩa, cuối cùng ông chết ở trên chiến trường đó. Nghe tin anh dựa trộn khu rừng sâu đó. Mở cái bài để mà nghe, cái bài Từ Đó Em Buồn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Mình nghe, mình thẩm thía. Không nghe rồi. Nghe rồi tao, nghe mà mình phải thuộc cái từ, mình phải đọc nội dung của nó. Nghe. Cho con nghe, nghe quá, mày cũng hiểu thì quá chứ đừng nghe. Mấy việc năm đó là, hồi đó là ông gia chủ của mấy tôi đi tập kết. Giai đoạn đó là những người nằm trong chiến khu là trong này là phải thuộc lại. Để chuẩn bị cho một cuộc tổng tiên cư thống nhất được nhà của con người mẹ nó chia cắt bệnh viện luôn đi. Thì thấy cái tình hình như vậy lúc đó Bác Hồ mới rút ông Lê Duẩn ra. Vì ông Lê Duẩn là nằm ở trong miền Nam đấy, biết được cái cuộc chiến đấu với cái miền Nam thế nào. Thế cho nên ông Lê Duẩn ông lãnh đạo cái giai đoạn đó là cực kỳ khó khăn nhưng mà là thành công. Là thành công cho nên phải ông Lê Duẩn là ông là trực thầy của nhà chiến lược. Nói về Lê Duẩn là trực thầy của nhà chiến lược. Ông chỉ xấu Hồ Chí Minh nói cho ông phụng thu ai cả. Nói ông Lê Duẩn. Hiểu chưa? Của Tổng Bí thư Lê Duẩn đó. Nhớ mẹ anh là Lan Trình Nam. Hồi đó ở miền Bắc sau là lãnh đạo đảng sản với người cầm đầu đảng là Tổng Bí thư Lê Duẩn, chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông thầy mọi thời đại. Còn sau đây thì mình cũng 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 của chế ba gì cả, nhưng mà ông là bậc thầy của lãnh tụ đảng sau chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi hỏi gì nữa không? À, em cảm ơn anh. Tại vì hoài đâu mua đòi đâu cho nó dài dòng lắm.